Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Rồi, thầy xin chào các bạn tất cả các bạn. À, chúng ta đang học destination à, C1, C2 các bạn. Rồi. C1, C2. Thì ở những cái video trước đó ha. Rồi, thì chúng ta đã xong các phần này rồi các bạn. Rồi, chúng ta đã xong những cái phần này rồi nha. Rồi, chúng ta đã xong những cái phần này rồi các bạn. Rồi, đây. Rồi. Thì ở video này các bạn, chúng ta sẽ làm từ phần H nha. Rồi, chúng ta sẽ làm từ cái phần H này này các bạn. Đây, phần H này. Rồi, rồi ở phần H này chính là phần viết câu không đổi nghĩa các bạn nha. Rồi viết câu không đổi nghĩa ha. À, tuy nhiên nó theo định hướng của bài các bạn. À, có nghĩa rằng à, chúng ta đang học về thì, thì nó sẽ tập trung vào thì các bạn. Rồi, nên nó sẽ dễ hơn, không có nhiều à, cái cấu trúc ha, chỉ trong bài thôi. Rồi, ở đây thì câu 2 giống câu uh, 1 ha. Và ở đây thì người ta yêu cầu chúng ta là giữa 2 và 8 từ nha. Rồi, thỉnh thoảng chúng ta đọc thử các bạn. À, chúng ta xem có yêu cầu đặc biệt hay không. Thỉnh thoảng người ta kêu chúng ta chỉ sử dụng thì gì đó thì đó thôi. Rồi, bây giờ các bạn cùng thầy viết nha. Thì tôi bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Rồi, ở đây uh, trong quá khứ các bạn là làm việc rồi. Rồi, và trong quá khứ các bạn vẫn còn làm việc nha, rồi vẫn còn làm việc tới à, 6 giờ và buổi tối khi bạn gọi. Tóm lại đây là những cái hành động đã xảy ra hết trong quá khứ rồi. Rồi ở đây người ta đang kiểm tra chúng ta phân biệt thì các bạn coi thì nào trước thì nào sau. Rồi khi bạn gọi các bạn, rồi khi bạn gọi có nghĩa rằng tôi, tôi, rồi tôi đã và đang rồi, ở đây đã và đang trong quá khứ các bạn. Lưu ý cho thầy nha. Khi bạn gọi á, là trước đó trong quá khứ. Rồi, trước một hành động trong quá khứ. Và nó tiếp diễn các bạn. Rồi, nó liên tục. Rồi, à, tôi đã và đang làm việc. Rồi, tôi đã và đang làm việc ha. Rồi, working. À, được 10 giờ. 8 đến 6 là 10 giờ đúng không các bạn? Rồi, ở đây các bạn sẽ viết thế này nha. Rồi, tôi đã và đang. Trước đó tôi đã và đang làm việc được 10 giờ nha. Rồi, thầy chào uh, Thadios Việt. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 2 nha. Rồi, số 2 các bạn. Ở đây các bạn sẽ sử dụng từ Wood nha. Chúng tôi thường đi tới bờ biển các bạn. Với ông bà của tôi khi còn trẻ. Rồi, thì ở đây trong quá khứ đã đi. Rồi và thường đi nữa các bạn và thường đi nữa thì ở đây các bạn người ta cho chúng ta từ word nè thì một cái cách sử dụng của cái từ would đó các bạn nó khác à, với used to chút xíu ha thì từ would chúng ta chỉ một cái thói quen rồi lặp lại lặp đi lặp lại thường xuyên trong quá khứ các bạn nha còn uh, used to thì đã từng là một lần thôi rồi thì ở đây uh, Ông bà ngoại của chúng tôi hồi đó à, luôn luôn dẫn chúng tôi, rồi thường dẫn chúng tôi. Một thói quen trong quá khứ bạn sẽ dùng would cộng với một nha. Và ở trong câu số 2 này, người ta cho các bạn cái từ option nè. Rồi, các bạn sẽ sử dụng cái từ option ha. Rồi, và ông bà của chúng tôi phải dẫn chúng tôi đi các bạn. Rồi, phải dẫn chúng tôi đi mới đúng nha. Rồi, take someone to, à, tới bờ biển, à, tới bờ biển các bạn. À, khi còn đứa trẻ nha. Rồi, à, các bạn sẽ viết như thế này. Rồi, would often take us nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 3 các bạn. Câu số 3. Thì nó khoảng 7 năm. Bây giờ, rồi bây giờ được 7 năm các bạn. Ở đây là since nè. Trước đây thầy nói các bạn á, ở cái phần ngữ pháp trước đó ha. Thầy có nói các bạn là cái từ since này, phía sau nó bạn sẽ sử dụng cho thầy là quá khứ đơn. Và phía trước nó bạn sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành. Còn nếu có thời gian nè, bạn có thể sử dụng thì hiện tại nha. Rồi. À, cho tới bây giờ là được 7 năm các bạn, khoảng 7 năm từ khi Laura bắt đầu học tiếng Nga. Có nghĩa rằng Laura đã học tiếng Nga được 7 năm rồi. Rồi. Ở đây là thì hiện tại hoàn thành ha, câu này dễ các bạn. Rồi, has been learning. À, tiếng Nga ha. Rồi, Russian rồi for seven years rồi câu này bạn sẽ viết như thế này rồi à, các bạn này không có tiếng nga là bạn sai nha cẩn thận với thầy nha rồi câu tiếp theo các bạn đây câu số tiếp theo số 4. rồi thì cái việc mà ở với những đứa trẻ lớn tuổi hơn các bạn rồi sớm à, ngăn cản ha rồi sớm làm cho tôi ngừng sợ khi mà tôi học trường cấp 2. Rồi, có nghĩa rằng uh, cái việc học ở trường cấp 2 thì sợ, nhưng mà tôi đã dần dần. Rồi, tôi đã sớm quen với cái việc mà ở với những đứa trẻ khác. Rồi, câu này hơi khó xíu các bạn nha. Rồi, thì ở trong bài các bạn, ta cho chúng ta từ xuân nè. Rồi, thì tôi sớm quen với, ý, ý là vậy các bạn, tôi sớm nè. Rồi, quen với khi mà tôi chơi với những đứa trẻ lớn khác thì ở đây uh, người ta cho các bạn cái từ use nha rồi use thì các bạn có used to là đã từng còn get used to uh, là quen với các bạn và có một cái quá trình ở đây bạn sử dụng thì quá khứ nha rồi got used to rồi là có quá trình các bạn ý nói là quen với nha rồi get used ở uh, got used to be in rồi còn in uh, các bạn dùng lại cái khúc này rồi, à, học ở trường này thì đáng sợ nè Nhưng mà tôi sớm quen với Việc mà ở với những đứa trẻ lớn khác Rồi, lưu ý cho thầy nha Ở đây, à, các bạn sử dụng cho thầy là Get used to Mà câu quá khứ các bạn Quen trong quá khứ là got used to Và lưu ý là Get used to còn góp in nha Rồi, get used to còn góp in Be used to còn góp in Nghĩa rằng quen với phải bấm in mới đúng nha, không in là sai. Và lưu ý cho thầy nữa là à, khác biệt chút xíu thôi là get you, get youtube nó có quá trình. Ở đây là quá trình các bạn. Rồi, bởi vì dần dần quen với cái việc đó. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha. Các bạn sẽ qua câu số 5. Mỗi đêm các bạn. Rồi mỗi buổi tối à, tuần vừa qua tôi có giấc mơ giống nhau. Rồi, mỗi buổi tối tuần vừa qua tôi có giấc mơ giống nhau rồi tôi rồi có nghĩa rằng uh, từ cái tuần vừa qua tới thời điểm này và tới về sau tôi vẫn có một giấc mơ giống nhau rồi ở đây i have been rồi uh, chúng ta sẽ dùng tiếp diễn các bạn nha bởi vì nó nói rằng vẫn còn ở hiện tại ha rồi have been và liên tục rồi the same dream À, giấc mơ giống nhau đây xem dream for week now rồi bạn sẽ viết như thế này nha rồi ý nói là vẫn còn mơ nè rồi đây các bạn chúng ta sẽ dùng tiếp diễn ha để nhấn mạnh rồi câu tiếp theo các bạn tôi luôn luôn không thích karate rồi karate nhưng bây giờ tôi bắt đầu để mà thích rồi đây nghĩ ngay tới đã từng nha hồi nãy là bi yusu là quen với còn yusu còn phải một đã từng tôi thì không luôn luôn thích karate Nhưng bây giờ tôi bắt đầu thích rồi đây có nghĩa rằng uh, tôi luôn luôn không thích các bạn có nghĩa rằng tôi never rồi you to có nghĩa rằng tôi chưa bao giờ đã từng thích các bạn rồi đã từng uh, thích karate rồi thì trong bài các bạn ở trong bài Uh, người ta cho chúng ta chữ này nè Rồi chúng ta sẽ dùng lại chữ này hoặc các bạn dùng cái từ like cũng được nha Rồi enjoy uh, call selection rồi cái này câu này dễ rồi Ở đây là đã từng rồi 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 uh, chỗ này nè Các bạn cũng có thể sử dụng cho thầy là I used to uh, dislike rồi I used to dislike ha. Tôi đã từng không thích. Rồi, à, cũng được các bạn nha. Rồi, cũng được. Rồi, à, các bạn viết như vậy cũng được. À... rồi, các bạn viết cũng như vậy cũng được. Nhưng mà cái câu này các bạn sẽ sử dụng never ha. Thì sẽ hay hơn. Bởi vì ý nói rằng chưa từng lần nào. Ở đây ta dùng ta nhấn mạnh các bạn. Rồi, ta nhấn mạnh. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ qua phần tiếp theo nha. Là chúng ta sẽ qua phần ai nè rồi phần A các bạn à, phần này các bạn sẽ điền một từ vào chỗ trống nha và ở đây thì các bạn điền những cái từ cái từ mà mang ý nghĩa là chia thì hết nha bởi vì bài chúng ta là học về ngữ pháp nó sẽ không liên quan tới cái từ mà của cho điền từ mà thuộc dạng collocation các bạn rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nha rồi các bạn giờ sách ra trang 27 nha rồi ở đây là cái viết gì các bạn cái viết chì rồi viết gì rồi bởi vì cây quyết trì cây uh, quyết trì uh, trở thành một cái phần fundamental các bạn là một cái phần uh, rất là quan trọng nha là một phần là cơ sở là nền tảng rồi uh, quan trọng trong cuộc sống của chúng ta rồi nói thế này các bạn là cây quyết trì hiện tại nó vẫn còn là quan trọng nha ở đây các bạn sẽ sử dụng thầy hiện đại ông thành và bạn sẽ sử dụng số ít nha rồi thầy chào tom nha thầy chào tất cả các bạn rồi. Thì thật là khó để mà nhớ rằng à, để mà nhớ rằng người ta cái gì đó sử dụng chúng mãi mãi ha. Thì ở trong câu số 2 này rõ ràng rằng chỗ này các bạn có từ pin nè. Đây là V3 các bạn. Thì chỗ này hầu như chúng ta không có nhiều lựa chọn để 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 làm một quá khứ hoàn thành hay hiện tại hoàn thành nha. Rồi, ở đây các bạn chọn hiện tại hoàn thành nha. Rồi, người ta đã không sử dụng nó. Khó để mà nhớ. Nếu mà người ta không sử dụng nó Có thể lúc nào cũng sử dụng hết các bạn Rồi sử dụng mãi mãi luôn á Thì giống như những cái sản phẩm khác Về cái sự khéo léo Rồi cái sự khéo léo tài tình của con người Thì những cây viết này Viết chì cũng được phát minh các bạn Rồi cũng được phát minh Thì trước cái thế kỷ đầu tiên à Trước cái nửa thế kỷ đầu tiên Trong thế kỷ thứ 16 các bạn à, Có nghĩa rằng 50 năm đầu tiên đó các bạn 50 năm đầu tiên rồi, 50 năm đầu tiên là cái nửa đầu tiên. 50 năm tiếp tiếp tiếp, tiếp theo là cái nửa tiếp theo. Rồi, có số 3. Rồi, à, trước trước các bạn, ở đây là trước nè, trước 50 năm. Trước cái nửa thế kỷ đầu tiên của thế kỷ thứ 16. Ở đây người ta đã từng nha. Ở đây các bạn có cái từ tu nè. Và trong bài chúng ta học là used to, chúng ta dễ hình dung ha. Rồi, đã từng sử dụng pens là bút các bạn. Rồi, để mà viết. Rồi, và process là cỏ nè. Và cái cỏ để mà sơn. Rồi, nó thì cũng có thể, thì ở câu số 4 này cũng không có nhiều từ để sử dụng. Vì sao? Ở đây các bạn có tính từ, ở đây các bạn có trạng từ. Thì chỗ này sẽ là từ bi các bạn. Rồi, câu số 4 mà trong bối cảnh quá khứ các bạn. Rồi, bối cảnh quá khứ nha rồi bối cảnh quá khứ, quá, quá, quá khứ thì nó thì cũng khó khả năng để sử dụng một cái cây kim loại các bạn rồi để mà làm những cái marks là những cái vết faint là mờ rồi ở trên giấy tuy nhiên up to dashboard boy là vào thời điểm đó không có ai tìm một cái cách dễ dàng để mà làm những cái à, cái vết cái mà có thể được xóa rồi đặc biệt là nó có thể được xóa các bạn. Rồi câu số 5 vào thời điểm đó các bạn, vào thời điểm đó cho tới thời điểm đó, có nghĩa là từ xưa cho tới thế kỷ đó. Rồi, có nghĩa là trước đó các bạn. Rồi, cho trước đó đây. Trước một cái thời điểm trong quá khứ thì chưa có ai tìm một cái gì đó để viết mà có thể xóa được. Thì sau đó, một lúc nào đó nè, sometime là không có ép này các bạn. Ở đây không phải thỉnh thoảng nha một lúc nào đó trước năm 1565 năm, thì một cái deposit các bạn. Thì ở đây không phải là tiền đặt cọc nha. Ở đây chỉ là trầm tích đấy, các bạn, trầm tích hoặc là một cái lớp động á. Rồi một cái một cái lớp động lớn của một cái chất gọi là graphite. Rồi, à, giống như chất sáp các bạn, chúng ta tạm dịch là chất sáp đi. Rồi. À, được tìm thấy ở khu vực này rồi, ở câu số 6 này các bạn dịch vậy các bạn rõ ràng các bạn thấy rằng chúng ta sẽ cần một cái từ mang nghĩa bị động nha. Được tìm thấy gần cái khu vực này ở đây. Rồi, thì những cái người địa phương à, sử dụng cái này bối cảnh quá khứ các bạn nha. Chúng ta dùng từ wood, Rồi, mang ý nghĩa rằng những cái người địa phương này quen với việc sử dụng cái sáp này. Một cái loại đá màu đen mà mềm. Ở đây là đá màu đen mềm, mà, mềm để mà đánh dấu những con cừu. Đánh dấu những con cừu của bạn Con nào đực, con nào cái hay số 1, số 2, số 3 Thì à, sớm sau đó ha Thì những cái câu chuyện Về cái chất mềm Bất thình lình này Rồi lan truyền tới những người họ sĩ Khắp thế giới Cái người mà hăng hái Rất là hăng hái để sử dụng Những cho những tác phẩm Nghệ thuật của họ nha Rồi Rồi sớm thì Đã lan truyền ha Rồi đã lan truyền uh, khắp thế giới các bạn rồi khắp thế giới ở đây các bạn sẽ sử dụng cho thầy uh, thì quá khứ hoàn thành nha rồi vào thời điểm đó trước thời điểm thì đó thì đã lan truyền khắp thế giới rồi rồi cho đến uh, sau 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 này thì cái chất này các bạn thì rất là mềm và dơ và để viết hoặc là vẽ với cái chất này nó cái gì đó nè phải được bao phủ bằng cái gì đó rồi câu số 9 nó uh, nó gì đó phải được bao phủ bởi cái gì đó trong bài chúng ta học Yousou ha rồi Yousou đã từng được bao phủ bởi một cái gì đó như là da của con cừu hoặc là string rồi string là một cọng dây các bạn rồi một cái cọng dây gì đó ha đây là da cừu da cừu hoặc là string là cọng dây hoặc là da non rồi người ta đã rồi câu số 10, chúng ta không có nhiều lựa chọn để chúng ta viết trong câu này bạn thấy hết còn web in ở đây là bin ha cho ra tiếp diễn các bạn rồi người ta trước đó ha đã sử dụng cố à, đã cố gắng để mà cải thiện cái viết chì này à, một cái thời gian nào đó trước khi những nhà sản xuất ở ý đã có cái ý tưởng việc mà enclosing rồi là bao gồm các bạn là bao phủ ha à, bao gồm cái sáp này ở trong một cái lõi bằng gỗ các bạn rồi một cái hộp bằng gỗ cái lõi bằng gỗ nha rồi thì cây viết chi hiện đại được sinh ra rồi chúng ta đã xong cái phần y các bạn là cái phần điền từ và đoạn văn và nó là chia 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 từ nha rồi thầy chào à, lâm nha rồi thầy chào lâm rồi có lâm kìa tom ơi có lo có lâm kìa tom rồi, uh, tiếp theo các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn. Uh, chúng ta sẽ làm phần trace. Đây là chính là phần ngữ pháp và chúng ta sẽ kết thúc cái unit này. Tuần sau thầy sẽ dạy unit 4 nha. Unit 4 từ vựng nó sẽ hấp dẫn hơn. Uh, unit 3 thì nó hơi chán hơn xíu nha. Ở đây how long. Bạn thấy how long các bạn. How long thì bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Nếu ở bối cảnh hiện tại. Còn ở trong câu này, người ta cho các bạn cái từ turn up các bạn là đến nha. Rồi là đến. Rồi, vậy thì bạn sẽ sử dụng cho thầy bối cảnh quá khứ là quá khứ hoàn thành. Bao lâu bạn đã đợi trước khi mà cái người này tới các bạn. Rồi, hoặc bạn cũng có thể thấy được từ before ha, một vế quá khứ, một vế quá khứ hoàn thành. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Rồi. Câu số 2, bạn nè Uh, giỏi ở cái trò chơi à, uh, backgammon này phải không đây chính là một cái trò chơi cờ các bạn Người ta gọi là cờ uh, cờ cáo thỏ gì đó ha rồi thì ở phía sau câu số 2 ở phía sau bạn thấy quá khứ nha rồi cái nào mà không phải quá khứ thì bạn bỏ đi rồi bỏ được hai câu này nè một là quen quen với còn nếu như get used to phải còn web in b phải còn web in còn a rồi a đúng rồi các bạn rồi, A à đúng nha. Rồi, A à đúng các bạn. Bởi vì mấy cái kia chặt lắc hết rồi. C, D không phải là không phải là câu hỏi đuôi để có đít nha. Còn có B, get you to cộng góp in. Rồi, bây giờ bạn sẽ qua câu số 3 nha. Bạn có thể nói với tôi không? Ngày, bạn cái gì đó trong công viên lúc 3 giờ vào buổi sáng. Rồi, các bạn lưu ý với thầy ở đây nha. Các bạn lưu ý với thầy ở đây. Rồi, nếu như mà các bạn có vào vào buổi sáng nha, ở đây này in the morning thì bạn sẽ chia thì quá khứ nha rồi tuy nhiên có thêm một cái thời gian nữa các bạn có thêm một cái thời gian nữa có nghĩa rằng cứ có hai thời gian bạn cứ chia tiếp diễn cho thầy vì trong trường hợp này cái nào tiếp diễn thì chúng ta suy nghĩ tới nha chỉ có c với b thôi nói như thế này có nghĩa rằng chấm dứt rồi các bạn đã đang xảy ra và chấm dứt rồi các bạn chọn một c rồi lâu lắm rồi thầy mới thấy thì dương nha rồi thầy chào thì dương rồi bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Rồi câu số 4. Rồi nãy giờ trí có tập trung làm bài ông ta? Rồi tôi thì rất là giận nha, à, khi bạn thấy tôi bởi vì tôi cái gì đó với chị của tôi. Rồi. Khi tôi thì giận khi bạn thấy tôi có nghĩa rằng trong quá khứ các bạn. Rồi, khi người bạn thấy thì người bạn kia rất là giận. Rồi thì thấy cái người đó đang giận bởi vì sao? Bởi vì trước đó các bạn, đây chính là một cái lý do để người ta viết là trước đó ha. Rồi, tóm lại là trước đó. Rồi, à, bạn sẽ chọn cái thầy cái nào trước đó là câu C các bạn. Trước cái thời điểm bạn thấy tôi là tôi và chị của tôi đã cải lộn với nhau rất là nhiều. Ý là vậy các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn. Đây, à, The Black Pirate là cái tên cướp biển đen trên 1 triệu copy already this year. Rồi nói thế này các bạn, có nghĩa rằng vẫn còn được bán nha. Và chắc chắn rằng trong câu này à bạn sẽ sử dụng cho thầy thì hiện tại hoàn thành. Rồi, câu số 5. Rồi bạn sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thì ở đây cái này đã bán trên 1 triệu copy. Rồi, rồi thì hiện tại hoàn thành các bạn chọn cái thầy câu B nha. Chọn câu B các bạn. Rồi cái tác phẩm này. Ở à, cái tổ chức này đã bán trên 1 triệu các bạn. Copy. Rồi bạn chọn thầy câu B. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 6 nha. Đây đừng có ném giấy. Ở Bởi vì tôi cái gì đó Z các bạn. Rồi ý nói rằng. Bạn thấy từ Z thì bạn biết rằng bạn đọc bạn sử dụng thì hiện tại hoàn thành nha và thì hiện tại hoàn thành sẽ không tiếp diễn các bạn nha rồi z z z z là không tiếp diễn các bạn vẫn chưa đọc ý là vậy thôi rồi câu số 7 các bạn rồi hôm qua thầy đã nói chỗ này nè bạn có bài là time chỗ này quá khứ các bạn thì phía sau bạn dùng quá khứ hoàn thành rồi là con d rồi còn chỗ này các bạn người ta cho các bạn cái từ hiện tại nha arrive ví dụ đi người ta cho các bạn từ arrive đây chữ này nè thì phía sau bối cảnh hiện tại thì bạn sẽ chia thầy là will have cộng v3 nha là arrived đây bạn sẽ chia thầy cái thế này rồi đây bối cảnh quá khứ chia quá khứ bối cảnh hiện tại hoặc tương lai chia tương lai hoàn thành rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo các bạn rồi chúng ta sẽ qua phần tiếp theo nha rồi thì thấy nhiều bạn làm rất tốt nè bạn Thùy dương bạn con bò ăn cỏ nha rồi bạn tom bạn thái thụy bạn minh trí ha bạn Tarios Việt nha. Rồi, bạn Vân Vũ Ngọc nha. Rồi, à, các bạn rất là giỏi nha. Bạn không có tên. Rồi, và rất nhiều bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 8 các bạn. Đây, câu số 8 đây. Rồi, chúng tôi phải đi bộ về nhà. In the end, cuối cùng, sau cùng, chúng tôi phải đi bộ về nhà. Bởi vì Jimmy, cái gì khó của mình. Rồi, ý nói rằng trước đó nó là mất các bạn. Hiện trong quá khứ vào thời điểm đó thì đi bộ ha còn trước thời điểm đó là trước cái thời điểm đi bộ các bạn trước thời điểm quá khứ đó đã mất gì khó các bạn chọn câu thầy của b rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu tiếp theo nha các bạn sẽ qua câu số 9 thì nó tốn Edward một thời gian dài để mà sống ở Canada ý nói rằng quen với các bạn kiếm cái nào quen với nha rồi rồi đây một cái quen với các bạn là be used to Hai cái quen với là be used to. Rồi, hai cái này đều là quen với các bạn. Nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau chỗ nào các bạn? Nó khác nhau ở chỗ là có quá trình. Ở đây là quá trình. Tại sao chúng ta biết là nó có quá trình? Bởi vì tốn thời gian dài các bạn. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Tức là dần 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 mỗi ngày nó nhạt nhạt nhò chút xíu. Đó chính là cái quá trình các bạn nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ qua câu số 10. Thì tôi thích để mà sống vào thời xưa khi mà người ta đi tới chợ bằng ngựa và xe ngựa nha. Rồi, ngựa và carriage là xe ngựa các bạn. Rồi, câu số 10 ở đây. Ở đây rằng tôi thích. Rồi, tôi rất là thích để sống nè. Rồi, để mà sống. Ờ, à, trong những cái ngày xưa. Khi khi mà, có nghĩa là ngày xưa các bạn. Người ta would travel nha. Đây là một cái thói quen trong quá khứ các bạn, ngày xưa cứ đi là đi bằng xe ngựa, cứ đi là cứ đi bằng con ngựa các bạn. Rồi cứ lên lưng cưỡi ngựa nha. Đây chính là thói quen quá khứ. Còn ở đây là quen với uh, đã và đang tiếp tục không đúng các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua câu số 11 các bạn. Tôi thì prefer it các bạn. Tôi thì thích nó nè. Khi chúng tôi tới xứ Wales well mỗi mùa hè vào thứ vào ngày nghỉ các bạn. Rồi À, tôi thích ở đây từ mất các bạn nó chính là trạng từ nhấn mạnh ha cho cái động từ prefer có nghĩa rằng tôi cực thích luôn tôi cực thích cái điều đó tôi cực thích cái đó khi mà chúng tôi prefer này họ chia quá khứ thì phía sau bạn cũng sẽ chia thầy quá khứ luôn khi chúng tôi đã từng đi tới nơi này rồi câu số 11 các bạn chọn thầy có a nha còn ở đây là quen với các bạn quen với đã đang tiếp tục nè Còn trước đó nè ha bạn thấy nó không có hợp nghĩa nào hết rồi, tôi cực thích khi chúng tôi đã từng. Đến xíu quen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nha. Câu số 12 các bạn. Giáo viên của bạn gọi tôi ngày hôm nay. Và nói rằng bạn... Bạn cái gì đó nè các bạn. Rồi, và nói rằng bạn cái gì đó. In the playground again. Rồi, playground là sân trường các bạn. Rồi, sân trường. Rồi, bạn đánh lộn tiếp các bạn. Rồi, giáo viên gọi ngày hôm nay. Và nói rằng... Uh, và nói rằng thì khi mà giáo viên gọi điện các bạn giáo viên gọi điện giáo viên nói thì sẽ dùng quá khứ tiếp diễn nha bởi vì giáo viên kể lại cho phụ huynh là con của bạn đã đánh đã đánh lộn là quá khứ tiếp diễn các bạn bây giờ à, cái người ba mẹ nói lại thì lùi cái thì quá khứ tiếp diễn ha thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn các bạn rồi bạn sẽ chọn cái này thầy, thầy nha rồi à, chúng ta đã xong unit Uh, unit uh, unit uh, 3 các bạn của destination C1 C2 và buổi sau thầy sẽ tổng hợp từ vựng unit 4 nha tổng hợp unit 4 chúng ta sẽ làm tiếp tục các bạn rồi thầy rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha rồi cảm ơn các bạn và thầy sẽ à, uh, ngừng nghỉ 5 phút nha và sau đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết à, uh, 30 câu trong sắp 1.000 câu bạn nào mà có quan tâm thì 10 phút sau thầy sẽ vào nha rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha rồi em mờ mắt thầy cũng mờ luôn thôi cố gắng thôi rồi thầy xin cảm ơn tất cả các bạn phát biểu rất là chăm chỉ nha rồi bên minh trí nè bạn lâm bạn thùy dương bạn tom bạn con bò ăn cỏ nha bạn vân vũ ngọc nha bạn tarios việt ha rồi à, và rất nhiều bạn nha bạn không có tên nè và rất nhiều bạn đang theo dõi thầy nha như là bạn đức hà nè ha bạn minh hải vân vân rồi bạn đông hải vân vân rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha rồi xin chào và tạm biệt tất cả các bạn thầy sẽ ra tí thì vô tiếp rồi